Các bạn đến đây thì uống miễn phí luôn. Đây là cà phê. Thì cô nào cũng biết có bánh nha các bạn. Có rất là đẹp luôn. Đó đám giỗ là các cô sẽ xúc nhau lại nấu. Cô chiên chín cái chảo luôn. Dạ. Dạ, đường với muối. Này, đây là bên đây là công đoạn chuẩn bị nếp nè các bạn. Cái khung cảnh gói bánh mà từ nhỏ tới lớn luôn các bạn, mình chỉ được xem trên YouTube thôi à. Hôm nay mình mới chứng kiến ở bên ngoài. Em giữ bắt máy coi dạ. Vui. Đứa con này đó anh Giang. Ừ, đây đó anh Giang là lên đi. Dạ. Cô ở đâu lại cô? Cô ở Phú Hưng. Dạ. Dạ con ở An Phú. Thì thấy mẹ có gì đâu gói bắt trước đó em. À. Cái này gọi là công đoạn gói ha. Đúng rồi. Đó. Chị gái gói cái đoàn bánh rất đẹp luôn nè. Đoàn này đẹp hơn. Đây đoàn này đẹp hơn các bạn. Thì con gửi cho cô nhờ lo cho bé ha. 500 ngàn. Dạ. À rồi chú đi nha con. Anh ơi bác Lợi Xuân có gửi cho anh 200 ngàn. Dạ. Ông ơi dạ. Bác Lợi Xuân có gửi trong 200 ngàn nè. Dạ, bên đây đi, không có túi nha. Dạ. Dạ, anh xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại cô chú, anh chị bạn ở An Giang. Hôm nay thì em về lại An Giang để quay cho tất cả cô chú, anh chị và các bạn cùng xem một cái ngày lễ giỗ lớn nhất ở An Giang. Cũng là một trong những ngày lễ lớn nhất ở miền Tây. Ngày giỗ của ông Ba. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 4 âm lịch. Đó, đi đến đây thì gặp những cái bàn nước miễn phí rất là nhiều luôn. Đây là sâm lạnh hả cô? Sâm lạnh. Dạ. Bình, dạ bình thường mình cũng miễn phí như vậy hả cô? Miễn phí. Ngày thường là có quán cơm này không cô? Quán cơm này cho hàng ngày luôn. Dạ. Đây. Miễn phí đến, hàng ngày. Dạ. À, đến đây. Dạ dạ. Dạ. Dạ dạ. À, đến với An Giang, nhất là ở chợ mới và Phú Tân thì những ngày lễ á thì thường những có những bà con, rất là nhiều bà con làm từ thiện luôn. Mình không có xa lạ gì với những ngày lễ thì có những cái bàn để nước miễn phí như thế này.
Đó, đây là sâm lành miễn phí nha. Đây giữ xe miễn phí không anh? Hiện tại thì bà con ở đứng đó rất là đông luôn các bạn. Đến đây thì mình sẽ có hai cái hướng đi vào đây các bạn. Một là mình sẽ đi từ hướng từ Long Xuyên qua, từ thành phố về thì đi hướng bên đây. Còn em thì đi đường Phú Tăng qua nha. Ngày 7, ngày 8, ngày 9 á thì bà con từ khắp mọi nơi đến đây về đây rất là đông. Đây là đường đi, hướng đi từ Phà Thượng Giang, một bên là Phú Tăng, một bên là Chợ Mới. Hiện tại thì em đang ở ấp Hòa Thượng, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Đây đây là Phà Thượng Giang nha. Nhìn phía bên đây á, thì là một cái ngã ba sông Dầm Nao huyền thoại. Thì bà con ở Chợ Mới thì ai cũng biết cái ngã ba này. Còn phía sau lưng em là một cái ngã ba nữa. Đây, đây là cổng của phủ thờ ông Ba, huyện Văn Thới. Rất là đông luôn, bên trong còn đông nữa các bạn. Ngày 7, ngày 8, ngày 9 á, thì ngày 8 sẽ là ngày đông nhất. Ngày giỗ của ông Ba là ngày 9 tháng 4 nha. Phủ thờ ông Ba thì ngày xưa thì nằm ở đây nè các bạn. Được xây dựng năm 1963. Nhưng do sạt lở á, thì được dờ vào phía trong đây mười mấy năm nay rồi. Đây, đây là cái cổng phủ thờ ông Ba. Ông Ba là ông thứ ba chứ không phải là ông cha nha các bạn. Nguyễn Văn Thới. Ông tên thật là Nguyễn Văn Thới, sinh năm 1866. Ông mất vào năm 1927 các bạn. Ông là một cái con người trung can nghĩa khí nên mọi người để tưởng nhớ ông, và cũng để tưởng nhớ ông để lại cho xã hội chính văn phẩm kiệt tác có giá trị đạo đức và văn chương, nên hàng năm thì ngày 7, ngày 8, ngày 9 sẽ tổ chức một ngày giỗ cho ông. Hai năm rồi các bạn thì do dịch đó nên không có tổ chức, chỉ làm đơn sơ thôi. Thì hôm nay hết dịch rồi, bà con đi đến đây đông lắm. Giờ này còn sớm nên bà con đi bà, các bạn hết á, chứ chút xíu nữa là đông lắm. Bé cũng 59.000 đồng, bự cũng 59.000 đồng. Hướng bên kia các bạn, hướng bên kia bán rất là nhiều đồ, rất là đông bà con luôn. Ở đây có bán quần áo nè. Rồi giày dép nè. Nhưng bà sẽ mua được một món đồ gia dụng vô cùng tiện ích và thiết thực về cho gia đình mình khi đến với gian hàng của chúng tôi. Nhắn tin nhớ lựa nhanh tay cảm ơn nha bà con. Ở đây thì bán gấu bông. Ở khúc đằng cổng các bạn thì đông hơn ở đây nhiều lắm. Ở bên đây thì hướng từ Phú Tăng đi qua. Đây. Thường ở quê các bạn thì có lễ hội gì á thì có rất là nhiều bà con bán ở hai bên lề đường nguyên một đêm với lại cả ngày luôn. Đến đây á, vào những ngày lễ các bạn thì có rất là nhiều cái cơm và nước bà con chuẩn bị để hai bên mấy đường á, miễn phí cho tất cả cô chú anh chị bạn đến đây. Đói bụng thì ăn cơm, còn khát nước thì có nước miễn phí, có sâm lạnh và có nước suối nữa. Đó. Giờ này em đi sớm một chút để quay cho tất cả cô chú anh chị xem, để một lát nữa là đông lắm. Đông thì không có dễ dàng mà đi được các bạn. Hôm nay thì mới có bắt đầu ngày mùng 7 là ngày vô lễ thôi. Ngày 8, ngày 9 mới đông nữa.
cực rẻ đây, giá cực rẻ luôn nào, chỉ có 35 ngàn một chiếc, 3 chiếc cũng chỉ còn 100 ngàn đồng. Đây bánh ngũ cốc, này bánh ngũ cốc đây. Rồi, cảm ơn con. Đây bánh ngũ cốc các bạn. Đó. Rồi, cảm ơn con nha. Thường bán giỏ sách với lại quần áo nhiều quá. Hôm nay thì mình sẽ thay mặt bác Lợi Xuân để gửi cho các cô lớn tuổi đi sinh ở đây. Này bác Lợi Xuân có gửi cho bà nha bạn. Thường ngày lễ như thế này thì đông lắm, thì cũng có nhiều cô, nhiều chú lớn tuổi về đây để đi sinh. Đây có một gian hàng nước suối miễn phí nè. À. Hello. Mới phân nước này hả em? Dạ đúng rồi. À, làm tới ngày 7 ngày 9 lần hả? Dạ đúng rồi. À. Dạ, đây là nhà của chú hay chú? À, đây là nhà của chú Bảy Vớt. Chú Bảy Vớt hả? Dạ. À, em ở đây luôn hả? Dạ đúng rồi, em còn. À. Đây nhà của chú Bảy. Chú Bảy cũng là người Phật giáo Hòa Hảo với mình luôn á. Ở đây thì khoảng 90% là bà con người Phật giáo Hòa Hảo. À, em cũng là người đạo Phật giáo Hòa Hảo luôn. Nhà em ở đây luôn hả? Dạ đúng rồi, nhà em ở đây. À, đây nhà chú Bảy nè các bạn. Đến đây thì thường có những cái gian hàng nước với lại trà đường. Gian hàng không đâu. Các bạn đến đây thì uống miễn phí luôn. Đây là cà phê. Trà đường cà phê miễn phí đi cô chú anh chị ơi. Đây là cà phê ha em. Dạ đây là cà phê. Cà phê trà đường. À. Dạ hỏi có nước suối lạnh nóng miễn phí luôn anh ơi. À. Sưu lạnh sưu nóng luôn. Có đầy đủ hết trơn. Không có sưu vàng sưu bạc nha. Rồi quay xong chưa, uống nước uống. Rồi cảm ơn nha. Rồi cảm ơn em nhiều nha. Bye bye. Bên này đây đó An Giang. Đây đó An Giang. Đúng rồi. Rồi cảm ơn nha. Dạ. Dạ đây đó An Giang. Bye bye bye. Bên đây cũng có một cái nhà ăn cơm miễn phí nè các bạn. Bên đây thì cơm cháo với bánh xèo. Đây, những cái bàn bánh xèo các bạn. Cái cô đổ ở đây đông lắm nè. À, cô này đổ 6 cái luôn. Cô đừng có cắt dĩa, cô để đi, tự nó chiên nó làm. Cô bên này cô đừng có cắt dĩa. Đây là mấy cô rửa rửa chén. Còn đây là cô là gao. Bên đây cô này chiên bốn. Chín cái chảo luôn bạn. Bây giờ cô. Cô chiên chín cái chảo luôn. Rất là đông vui các bạn. Cô ơi, chiên là cái nhà này không ở đây không còn đâu chiên nữa không? Cái gì? Nhiều chỗ lắm hả? Ừ, trong chùa cũng có. Trong chùa. Có dạ. Ở đây có điểm mà trong chùa. Dạ. Trong chùa có nhiều hơn này không anh? Cũng cũng cả gì. Dạ. Chùa có bánh tét với đồ hàng dữ dằn đông lắm. Dạ.
Dạ. Đây các bạn, rất là nhiều chảo bánh xèo mấy cô với mấy anh đang tổ chức chiên ở đây nè. Đó. Ở phía trong chùa thì đang gói bánh các bạn. Em đến đây hôm qua thì em đã quay cho cả chú anh chị vào xem gói bánh rồi, ngày qua đông lắm. Rồi bây giờ xin mời tất cả các chú chị bạn cùng em đi vô bên trong nha, bên trong cổng. Chú ơi, đây có ông Lợi Xuân gửi cho chú nha. Đó. Hôm nay thì em dùng tiền của bác Lợi Xuân để tặng cho mấy cô với mấy chú lớn tuổi ở đây á, mỗi người 100.000 nha cô chú anh chị bác quan. Như này còn sớm mà con chưa có qua cái đoạn. Đây. À, đây là cổng của phủ thờ ông Ba các bạn. Hiện tại thì rất là ồn luôn. Bà con dùng lo để bán những cái hàng cà bề đường nè. Đó, hướng này cũng đông lắm nè. Hướng này thì đi từ ông Xuyên qua hoặc là thành phố đi về đây các bạn. Đi hướng này. Bên đây cũng bán đồ rất là đông luôn. Đường này thì đâu không có chạy xe được luôn. Rất là đông. Đây là cổng phủ thờ ông Ba. Rồi em xin mời tất cả các chú anh chị bạn cùng em vào phủ thờ ông Ba nha. Hôm nay là ngày giỗ của ông á, nên ở đây có gói bánh tét. Thì em xin mời tất cả các chú anh chị và các bạn cùng xem cái khung cảnh gói bánh tét nha. Dạ em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay là ngày mùng 6, ngày mai mới vô ngày lễ cúng chính, nhưng mà hôm nay thì bà con chuẩn bị gói bánh nè. Một cái tượng gói bánh mà trước giờ mình từng gặp luôn đó các bạn. Rất là đông bà con đang gói bánh ở đây. Đó, từ dài đây dài phía sau luôn. Nguyên cái nhà này luôn đó các bạn. Rất là đông các cô đang gói bánh. Hành lang bên đây đó các bạn. Mình nghĩ mình đoán là chắc khoảng vài chục ngàn đồng bánh đó chứ không có ít đâu các bạn. Đây. Rất là đông, các cô đang có bánh ở đây. Đó. Cô ơi, cái này mình gói nhân gì hả cô? Nhân chuối ha. Dạ. Không có nhân đậu hả cô? Dạ. Thì theo chỗ con đậu chuối. Dạ. Cô ở đâu lại lặng? Ở Long Xuyên. Long Xuyên à, dạ. Vậy là gói bữa nay xong không cô? Biết. Dạ. Đây bánh chuối các bạn. Cô ở Long Xuyên qua gói bánh. Đó. Cô gói khoảng bao nhiêu đòn thì cô biết không cô? Cái nào gói rồi mới biết. Dạ. Con nghe nói là 5 tấn nếp gì đó. Dạ. Các cô ở An Giang thì cô nào cũng biết gói bánh đó các bạn. Gói rất là đẹp luôn. Tới đám giỗ là các cô sẽ xúm nhau lại nấu gói bánh. Đó. Con thấy hầu như là các cô ở An Giang đều biết gói bánh ha cô. Đó giờ nhà cô có bánh thường không? Có. Dạ. Nói chung là lễ ở đâu rồi có bánh nhà cũng thiên có chứ. Dạ. Có nhiều. Con cảm ơn cô nha. Đây để em đi vô bên trong để quay cho cả cô chú các bạn cùng xem cái hoàn cảnh của bánh nha. Đấy, rất là vui. Cảnh tượng của bánh trước giờ mình từng gặp luôn đó các bạn. Cô giao gọt hả?
đây là công đoạn chuẩn bị chuối các bạn. Chuối này trộn dừa hả cô? Dạ. Dừa chưa? Dạ. Bảo, để hết đều, đổ cái dùm hỏi. Thử cái đi, trộn dừa rồi mình đem ra đây. Cái này là mặn mặn qua đường hả cô? Cô có nêm gì không? Có gì nhiều, đường dạ. Với muối. Dạ, đường dừa. Với muối. Với dừa. Nhưng mà trộn cũng đều thì nó mặn. Này, đây là bên đây là công đoạn chuẩn bị nếp nữa các bạn. Nếp bên đó là dạ. Chuối mình vô rồi. Bữa nay nấu bao nhiêu trái vậy chú? Nhiều lắm, có lượng nhiều lắm. Dạ. Đó. Bên đây thì công đoạn chuẩn bị nếp nè. Chuối thì rất là nhiều luôn nè các bạn. Sao đó đó. Dạ. Con nhỏ này nó đúng không? Con nhỏ này là con. Này con chú có biết cái bánh nè. Chú có bánh lâu chưa chú? Mới gói lần ngoái lần này. Dạ, vậy là biết gói ha. Dạ. Vậy là ai ai dạy nghề chú ạ? Mình tự làm hay dạy. Dạ. Tự học theo. Dạ. Dạ, con tưởng đâu cô dạy chứ. Dạ. Giờ mình ở đây là thấy ta mần rồi mình bắt chước mần theo à. Dạ. Sáng giờ gói được mấy đòn rồi cô? Gói mới có mấy đòn hả? Dạ. Rồi, cảm ơn bác luôn. Không có được đi chân theo. Dạ. Chú gói cũng đẹp lắm nè các bạn. Dạ, con cảm ơn chú nha. Trong đây có nhiều cô lắm, nhiều cô đang làm nhân. Đây. Đây, đây là nhân ngọt phải không? Nhân ngọt. Dạ, có cho bà. Bà có bánh. Dạ. Nhìn bà nhớ ngoại con quá. Ở đâu? Con ở An Phú. Dạ. Rồi chùa Đậu Nằm á. Dạ. Cô ở dưới chùa Đậu Nằm. Dạ, chùa Đậu Nằm đó. Ừ. Dạ. Đi qua với ta. Dạ. Ngày xưa nhà ngoại con đám giỗ á là có bánh gì nè ngoại. Ừ. Vui. Ngoại con thức sớm là 4 giờ sáng có bánh. Ừ. Là phải có bánh Tết là phải có nồi bánh tét như một nồi thịt kho. Dạ. Ngoại làm nhiệm vụ là dò nhân hả ngoại? Dò nhân. Dạ. Bên đây là nhân gì ngoại? Đây nhân ngõ. Dạ, để con anh này. Đây là nhân nhân trắng. Trắng này các bạn. Trắng có nếp luôn ha bà. Chưa có dò nhân nha. Chưa có cho bà. Ở bên đây là những gì hả bà? Cũng đỏ trắng nữa. Dạ, nhìn trắng luôn. Còn cái khuôn bên kia bà? Cũng nhìn trắng nữa. Dạ, nhìn trắng luôn mà để mỡ vô hả bà? Ừ. Trắng để mỡ thì ngọt mỡ nữa. Dạ, ngọt mỡ nữa. Ừ. Dạ. Đây mình quay nhân cho các bạn xem nha. Đây gọi là nhân. Đây là đậu xanh hả ngoại? Đậu xanh không nấu. Có trộn gì không ngoại? Được. Dạ. Ngoại dòn cục như là một đòn đấy phải không? Ừ. Các bạn nhưng trắng cái nhân trắng có để mở nữa. Đó thôi. Dạ. Đó, chị gói một cái đòn rất đẹp luôn nè. Ngoại dò xong cục nào cũng đều gắn nhau ngoại. Dạ mà mày. Tao ở Đồng Tháp nè. Nhiều Tháp không mày? Đó. Dạ. Đây ngoại ở Đồng Tháp. Ừ. Dạ. Năm nào ngoại cũng qua đây chứ không ngoại? Năm nào qua đây. Dạ, ngoại cũng ngay 2 năm rồi không qua tại vì bị dịch. Dịch. Dạ. Bây giờ đang tới là qua liên tục. Dạ. Để mình quay cái công đoạn làm chuẩn bị cái nhân trắng cho bạn xem nha. Đó. Mình làm vô một cái rãnh chính giữa. Sau đó mình nhét mỡ vô. Giống như cái thuyền vậy đó. Bỏ đầu nhét mỡ vô nè. Làm cái này là phải khéo các bạn. Đóng rồi mảnh quay dính dưới rồi. Dạ. Đó, là xong một cái nhân trắng rồi đó các bạn.
Đây là tổng quan của cái buổi gói bánh các bạn. Có thể là hôm nay sẽ xong, nếu không xong thì có thể là gói qua ngày mai. Hôm nay là mới ngày 6 thôi, nhưng mà bà con ở đây rất là đông luôn à. Mà cái khung cảnh gói bánh mà từ nhỏ tới lớn luôn các bạn, mình chỉ được xem trên YouTube thôi à. Hôm nay mình mới chứng kiến ở bên ngoài. Con cảm ơn ngoại nghe ngoại. Dạ. Để mình quay đây, mình quay cái công đoạn gói bánh chuối, gói nhân chuối các bạn. Đây. Đây là nhân ngọt phải không ạ? Dạ. Nhân ngọt có mở luôn không ạ? Dạ. Đó, nhân ngọt có mở luôn nha. Quá ngon rồi đó. Dạ. Gói bữa nay xong không ạ? Bữa nay là chuẩn bị tới chuyện phải chưa xong. Dạ. Rồi nấu ở đâu ạ? Nấu hấp thì có mấy người kia phải đi hấp. Dạ. Đi chỗ khác hấp. Đây hấp là củi không ạ? Đó, đây là nhân ngọt các bạn. Quá ngon rồi. Cô thấy ở An Giang miền Tây là như là cô nào cũng biết có bánh hết trơn á. Có bánh chứ được. Dạ. Dạ. Rất là khéo luôn. Con cảm ơn bà nghe bà. Okay. Cô, bà đâu lại bà? Ở Cạch Hôn. Cạch Hôn. Là ở Cần Thơ hả bà? Cà Xài. Cà Xài là ở An Giang. Xuống đó. Dạ dạ. Cạch Hôn đó. Dạ. Cà Xài. Rồi con cảm ơn bà nha. Dạ cho con ly. Bên đây là chuối bạn, đây chuối. Bên đây là mấy cô đang dò nhân ngọt. Con cho cô. Đây nhân ngọt các bạn. Mấy cô dò không có căng luôn mà sao mà viên nào nó đều gan hết trơn. Viên nào cũng đều gan hết trơn luôn bà. Đây là công đoạn lột chuối của gia chú. Đây là công đoạn lột chuối các bạn. Sớm giờ chú kéo được mấy xe rồi chú? Mấy chục xe à? Dạ. Nhiều lắm rồi. Dạ, rất là nhiều chuối luôn. Đây nè. Đây rất là nhiều chuối luôn các bạn. Mười mấy 20 mét cái giường ở đây là chuối không á? Dạ con qua YouTube. Con qua YouTube là con tên gì? Dạ con đây đó An Giang. Hả? Đây đó An Giang con. Đây đó An Giang. Dạ. Ờ. Đang có tạo lại quay nữa đó. Dạ dạ, có tạo ha. Đang giữ bắt máy coi. Dạ. Vui. Của con đây đó An Giang. Ờ đây đó An Giang là lên đi anh. Dạ. Ờ. Cô ở đâu lại cô? À, cô ở Phú Hưng. Dạ. Ở đây cũng An Giang, chứ không phải An Giang mà chúng ở đâu? Dạ con ở An Phú. Ở An Phú hả? Dạ. An Phú luôn mà. An Phú An Giang. Dạ. Dạ. Nhà cô gần đây luôn hả cô? À, cô ở Phú Hưng. Phú Hưng, Phú Hưng là bên Phú Tân. Phú Hưng, Phú Tân. Dạ. Phú Hưng gần Phú Xuân á. Ừ, ở Phú Hưng gần Phú Xuân đó bạn. Dạ. Đó. Nãy con đi qua bằng đường đó đó. Ừ, vậy nha. Dạ. Bị con ở trên An Phú con xuống hả? Dạ, con đi qua đường Phú Tân, chạy qua Phú Mỹ, xong đó qua phà Thuận Giang. Ừ. Rồi con đi qua đây luôn. Ừ. Dạ. Ngày mai mới chín hả cô? Ngày mai mới chín. Dạ. Mốt đãi. Dạ. Ê, ngày mai chưa có bánh tét chín đãi đâu hả? Có. Ngày mai luôn. Ngày mai là chín hả cô? Vậy hả? Ờ. Ngày mai bánh tét là chín hả? Ờ, mai rồi. Đây tới chiều có rồi. Ờ, đây tới chiều chín. Dạ. Là chiều có 1-2 giờ là có bánh tét ăn rồi đó. Dạ. Bởi vì ta hấp ở đâu cô? Hấp chú chỗ á, ngoài này rồi dạ. Ở ai có nấu bắp á? Dạ. Cái người ta chở về ta hấp. Dạ. 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 Cảm ơn cô nhiều cô. Con nói sao mà lên nè. Dạ, của con là lên kênh YouTube đây đó An Giang. Đây đó An Giang. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô. Đây là công đoạn chuẩn bị chuối mà có nhiều chuối luôn. Đây đó An Giang không? Dạ. Rồi chào hai đứa nha. Dạ. Ở chỗ xíu mà ta quay phim. À.
Hello, hello. Rồi, đây là công đoạn chuẩn bị chuối các bạn. Nó chưa có đủ. Để mình quay đây, mình quay công đoạn nước bánh cho các bạn xem nha. Bây giờ chú. Dạ. Nước bánh thì qua bên đây. Nãy giờ mình quay cho tất cả cô chú anh chị bạn công đoạn lột chuối với lại chuẩn bị nhân giò nhân các bạn. Đây là công đoạn nước bánh nè. Đó. Công đoạn gói một cái đòn bánh tét nhân chuối. Mình quay cho các bạn công đoạn nước bánh. Cái này gọi là nước phải không bà? Gói. Nói. Gói. Gói, chứ không phải là nước ha? Dạ, nước trên đó. Dạ, nước ở trên. Còn cái này là... Dạ. Còn này là gói. Dạ quay luôn. Ủa chị ở đâu là đây chị? Ở Vĩnh Nhuận. Vĩnh Nhuận là ở Châu Thành. Vĩnh Nhuận, Vĩnh Phú ha? Dạ đúng rồi. À. Năm nào chuyển lại chưa hả? Dạ không, năm có năm không. À, năm ngoái là có dịch không có lại. Năm ngoái không có bánh. Dạ. Đó. Dạ. Dạ đây đó Giang. Dạ ngày mai con quay ngày 9 nữa con mới để lên. Ngày mai con quay ngày lễ 9 nữa con mới để lên. Xin dạ cho Niếp phải dễ vậy. Ở đây Niếp phải dễ vậy. Niếp phải dễ con. Ở đây một cô gái thôi cũng là không biết có bánh rồi đó. Này vậy, chị biết gói khi nào vậy? Lâu chưa? Lâu lắm rồi. Mẹ như vậy hay là chị tự biết? Thì thấy mẹ với gì là gói bắt trước gói theo. À. Đó mà. Rồi đó tiếp rồi. Cái này gọi là công đoạn gói ha. Gói. Đó. Chị gái gói cái đòn bánh rất đẹp luôn nè. Dạ đẹp hơn. Đẹp hơn không? Đòn này đẹp hơn. Đây đòn này đẹp hơn các bạn. Chị ở đây nằm mới vậy? Chiều về à, chiều về ha. Vậy là công đoạn này gọi là gói, còn nước là riêng nữa hả con? Dạ. Dạ. Đây là công đoạn gói để nhân vô các bạn. Thì công đoạn tiếp theo là sẽ là nước ha. Cảm ơn chị, cảm ơn cô nhiều nha. Mà. Dạ, đây đó anh Giang. Của em là thì đó anh Giang. Dạ. Mình lên quay anh trai gói bánh nè. Nãy giờ quay mấy cô hoài. Trai không biết nước đâu được. Dạ. Anh không biết nước hả? Rồi. Vậy là em hiểu lầm anh rồi. Mày mang giấy đâu có biết nước đâu. Dạ. Dạ, đó. Anh trai miền Tây nha. Mới gói mùa này năm nay hả anh? Mấy năm trước anh có gói không? Trước thì dịch rồi. Dạ, mấy năm trước ở nhà có gói không? Anh gói gành đi con Út chỉ là em nè. Quay mấy người chuyên nghiệp đi. Quay tôi hỏi quay dạ. Dạ. Quay mấy người chuyên nghiệp ơi. Anh nói quay lát anh gung anh gói không được. Này coi gói nè. Cho con cho con quay cô ơi. Trời ơi. Đang hỏi gì chơi mà tao nó nói. Nói là có mấy người chuyên nghiệp thấy chưa? Dạ. Hỏi cái từ đâu mà
Dạ. Cô không á, cô đó. Dạ, gì? Cô đó nó dính nhận luôn. Vậy 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 là cô ở đâu lại có bánh à? Dính nhận. Dạ, dạ. Dạ. Chắc anh lớn em mấy tuổi à? Rồi, em đi ha anh. Em đi. Em cảm ơn. Rồi, đó là cái công đoạn gói bánh các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi quay cái chỗ hấp cho mọi người xem nha. Rất là đông luôn. À, bên đây là cái công đoạn chuẩn bị bông các bạn, để trưng ngày mai. Đó. Cái hành lang này bà con cũng đang gói bánh nè các bạn. À, đây là những cái đoạn bánh gói xong rồi nè các bạn. Đó, rất là đẹp, rất là đều nhau luôn. Cái này mày nấu ở đâu hả chú? Bên kia. Nấu bên kia hả? Dạ. Lấy đi. Thắp bằng sao? Dạ, thắp bằng sao đây? Nhiều lắm hả chú? Mấy chục ngàn chú? 40 ngàn. Dạ, dạ. Đó, thắp bằng sao các bạn? Mình đi dạy làm sao bây giờ con cho chú anh chị bạn cùng xem nha. Cô đâu lại cô? Dạ. Dạ chị Vĩnh Thành. Vĩnh Thành, Vĩnh Thành của Châu Thành. Vĩnh Thành của Châu Thành á. À dạ. Em ở An Phú. Là cái gì ạ? Dạ này đó An Giang. Hả? Dạ này đó An Giang. Này đó An Giang hả? Dạ. Biết mấy mai mốt. Dạ. Cảm ơn chị nha. Rất là vui luôn các bạn, rất là đông luôn. Rất là đông bà con ở đây. Bên đây là trạm cơm, là cái nơi phát cơm cho bà con ăn miễn phí nha các bạn. Đó, bên đây bà con cũng đang có bánh đó nè. Ngày giỗ được xem là ngày giỗ lớn nhất của miền Tây và của An Giang luôn. Đó, rất là đông luôn. Mấy chục ngàn đòn bánh các bạn, nên bà con gói rất là đông, với lại nguyên một ngày hôm nay luôn á. Cả ngàn người gói luôn đó các bạn. Bên đây là cái công đoạn nấu bánh. À, đây là cái nơ hấp bánh các bạn. Củi nè, rất là nhiều củi. Nguyên một nhà củi luôn. Đó. Rất là nhiều cái lò hấp bánh đây luôn các bạn. Bánh chuyển như là đây nè. Đó. Lại gần thì rất là nóng. Bên này nấu mấy lò vậy anh? Bên này nấu mấy lò lận? 16 lò. Tổng mấy giờ mới chín chú? Mấy chú này nấu nè. Dạ. Khoảng 4 tiếng hồ là chín các bạn. 16 cái lò bánh. Đó. À, trên mỗi cái lò thì bà con có ghi mấy chú có ghi chuối nè, 8 giờ sáng đã hấp.
còn đây là ngọt hấp lúc 7:50. Dạ. Mấy như ngày là cái số giờ chín nó khác nhau không anh? Đúng rồi, tại vì dạ. Ngọt nó trễ hơn. Dạ, như ngọt trễ hơn. Chuối là mau nhất. Dạ, chuối mau nhất, còn nhưng trắng. Nhưng trắng này cũng như thích như ngọt. Dạ, khoảng mấy tiếng chín nha. Từ 5 tiếng, 5 tiếng. Dạ, khoảng 4-5 tiếng. Đó. Khoảng mấy giờ vớt ha anh? Rồi, có khi chuối rồi để sớm. Khoảng 12 giờ đó lại. Dạ, 12 giờ trưa nay là vớt rồi. Từ 500 đòn. Dạ. Một nồi là 500 đòn. Ừ. Nó rất là nhiều luôn các bạn. Mình nấu từ ngày mơ này. Dạ. Nấu từ ngày mơ luôn anh. Mời ngày mơ mới xong. Dạ. Gói qua dưới dần đó. Dạ. Mà gói bữa nay xong rồi, còn nấu là tới ngày mai lận. À, đúng rồi, gói từ mơ luôn. Gói dạ. Đến tối thì gọi không biết. Dạ. Mấy chục ngàn đòn thôi chú. Nhiều lắm. Dạ. Dạ, nói ngàn là biết nhiều nữa thôi. Đó, tôi nặng ngày không là hết đâu, mấy ngàn rồi đó. Dạ. Một lần gì là được mấy ngàn ha. Ừ, tại hết dãy này là nó 8 nồi rồi. 8 nồi, 16 nồi là 8 ngàn rồi. À, 8 ngàn đó. Dạ, vậy là nó nấu tới lâu lắm á. Ờ vậy, đang mơ luôn rồi. Dạ. Rồi, vậy cảm ơn nhiều nha. Dạ, dạ. Nấu tốc 7 giờ mấy, 8 giờ bây giờ. Rồi, vậy rồi mình đã quay cho tất cả các chú, anh chị, bạn cùng xem cái công đoạn nấu bánh, gói bánh và nấu bánh rất là nhiều để chuẩn bị cho ngày giỗ của ông ba. Đó. Dạ, thế đó Giang cơ. Đó, đây là khung cảnh gói bánh tét của ngày hôm qua, ngày mùng 6. Rồi, ở đây cũng có một cái gian hàng nước miễn phí nữa nè các bạn. Đến đây thì cô chú chị các bạn có thể ăn cơm miễn phí nè, có thể uống nước miễn phí. Rồi đi về á sẽ được tặng một cái đồng bánh tét nữa. Hôm nay thì đã gói xong khoảng hơn 40.000 đồng bánh tét các bạn. Đây bên này cũng có cái đồng nè. Bên này phát nước bên đây các bạn. Hôm nay em xin mời tất cả cô chú anh chị bạn cùng em đi đám giỗ. Đám giỗ ông ba. Ở đây chuẩn bị múa lăng nè các bạn. Bên đây là phát nước nữa nè. Rất là đông bà con ở đây. Đi đâu dạ không? Dạ. Đúng rồi ơi. Chị ơi con đăng ký kênh con nữa nha. Dạ. Em cảm ơn nhiều nha. Em có lạc gia cổng nè. Đây phát nước các bạn. À, ở đây chuẩn bị múa lăng nè. Để em quay cho tặng cô chú chị các bạn xem múa lăng nha.
Múa lăn xong rồi em sẽ đi quay cho tất cả cô chú anh chị các bạn xem những khu vực ăn uống miễn phí nha. Hình như ở đây là kem đó các bạn, còn đây là gạo với rau củ quả. Đây. Kem này là đến từ đâu á chú? Kem từ La Dung. Dạ, La Dung. Đồng Tháp. Dạ. Ở bên đó là mình cũng sẽ xuất kem luôn hả chú? Cái này từ thiện. Dạ. Dạ, chứ không phải buôn bán bển hả? Không, không bán. Anh bển cũng không bán luôn. Cái này cũng như là mình tới lễ đi đi cho thôi. Dạ. Dạ. Còn ở bển mà mình cũng không bán luôn hả cô? Không, không bán. Dạ, dạ. À, tới ngày lễ này ở Phật giáo Hảo á bạn thì rất là nhiều cô chú có những gì á thì mang lại đây làm cho bà con làm từ thiện. Dạ, con cảm ơn cô. Những ngày lễ là bà con có gì là mang lại đó các bạn. Có nước thì mang nước, có kem, có gạo. Dạ. Đây kem nữa các bạn. Kem La Dung hả cô? Dạ, kem La Dung. Dạ. Dạ, kem mít hả cô? Dạ. Đây các bạn, kem. Dạ. La Dung là xứ sở của mít. Đây. Kem này kem dít nha các bạn. Dạ đúng rồi. Dạ. Em đây đó Giang. Đây mấy cô đang làm kem đó. Kem dít giống ngày xưa đó. Ngày nhỏ hay ăn kem dít như thế này lắm nè. Bên đây là khu vực làm kem. Mình qua đây mình quay cho cả cô chú chị bạn xem nha. Trước giờ thì em chưa có biết công đoạn làm kem như thế nào. Cái này là muối ha chú? Muối là nước cá. Dạ. Để cho nó mau lạnh hả chú? Rồi. Bên đây là mình làm gì chú? Quậy quậy đó, đang quậy kem đó. Dạ. Quậy xong là để đây là nó đông lại hả chú? Dạ. Bao lâu nó mới đông vậy chú? Mấy tiếng. Mấy tiếng là. Dạ. Đi qua đây quay thùng kem cho chú thằng xem nè. Nè, thùng kem nè. Đó. Cái dít quyền thoại nè. Nè. Cô hồi xưa làm cái cây mà hình cái nón lá này là hình này hả cô? Hồi xưa là cái hình cái quặng á. Rồi đây là gian hàng kem miễn phí của cô bên Đồng Tháp. La Dung Đồng Tháp qua. Dạ. Kem này kem mít hả cô? Không có, ở La Dung ở cả mít á. Cả mít. Cả mít. Dạ dạ dạ. Dạ. Kem á. Dạ. Còn kem mình á, La Dung xuống cả mít cái dẫn đi cho nè. Dạ. Con cảm ơn cô chú nha. Dạ, dạ, chúc dạ. Cô chú nhiều sức khỏe. Dạ dạ. Dạ. Rồi. Đi ra phía sau các bạn. Phía sau thì có rất là nhiều cái chạy phát cơm phía sau. Ngày lễ này cũng đông như là ngày 18 tháng 5 đó các bạn. Đến đây thì bà con làm từ thiện nhiều lắm. Cơm nước, hủ tiếu, thức ăn miễn phí hết. Đó, đây là khu vực ngày hôm qua là gói bánh ở đây. Hôm nay thì dùng để đãi cơm cho tất cả các bà con từ mọi nơi là đây. Ơi. Dạ. À, bác Lợi Xuân có gửi trong 200 ngàn nè. Dạ, đây. Dạ. Bên đây đi, gặp ông có túi nha. Dạ dạ dạ. Hôm qua thì ở đây gói bánh đông các bạn. Hôm nay thì đãi cơm.
xíu nữa mình sẽ quay cho tất cả các chú anh chị các bạn xem cơm chay hôm nay có gì nha. Mình thấy là bà con đang ngồi ăn đông lắm, rất là nhiều bà con ở từ rất là nhiều nơi là đi lại đây cùng dự đám giỗ của ông ba, cầu mong cho một năm đầy sức khỏe và may mắn. Nhìn sơ qua thì cũng giống như là ngày lễ 18 tháng 5, hình như là từ thiện và phát cơm miễn phí là một cái truyền thống của bà con Phật giáo Hòa Hảo mà cứ mỗi dịp lễ là sẽ có một ngày hoặc là 2-3 ngày luôn để phát cơm từ thiện cho bà con rất là nhiều nơi đó. Cô chú chị các bạn xem rất là đông luôn nè. Hàng ngàn người luôn các bạn, hàng ngàn các Phật tử từ những rất là nhiều nơi đến đây. Đây là khu vực trà đường nè. Đó. Chào chị. Dạ. Cái này là trà đường sắp lạnh vậy. Dạ. Cảm ơn chị nhiều nha. Mình đi tính đâu thì mình không ăn không uống thì mấy cô thì cũng kêu mình ăn uống bình thường các bạn. Cô đó. Đến đây đám giỗ lát sẽ có được tặng một dạ các bạn không ăn bây giờ mấy cô cũng kêu các bạn ăn uống nữa đó. Rồi được tặng rồi đồ ăn tét đem về nữa hả chị? Được tặng mang về nữa phải không chị? Dạ dạ. Đến đây ăn uống còn được tặng mang về nữa các bạn đó. Dạ. Muốn đem về nhiều cũng được. Em cảm ơn chị nhiều nha. Đây là trạm cơm số 3. Đó. Ở đây bên đây là trà đường các bạn, bên kia là sâm lạnh. Còn bên đây là nước cam. Còn bên đây là hộp é. Rất là nhiều cái món, rất nhiều đồ uống luôn. Bên đây là dược é về sâm luôn. Chào cô. Đây dược é về sâm luôn bạn, uống là mát luôn á. Bên đây trà đường đó nè. Bên đây học é. Chị ơi cái này là của chị ở nhà đem vô hả? Hay là của thờ? Ở nhà đem vô hả cô? Dạ. Ở nhà mình có gì mình đem vô cái đó là làm phải cô? Dạ. Dạ dạ. Dạ, vậy là mấy cái bàn này là mấy cô từ chỗ khác lại không ha? Dạ. Tự mình lại thôi, chứ không phải là của phụ thờ. Dạ. Bà con có món gì thì đem lại làm từ thiện món đó các bạn. Ai có nước suối đem lại nước suối. Có hộp é. Dạ, hộp é xăm. Dạ, con cảm ơn cô nha. Cô ở đâu lại cô? Châu Thành, An Giang hả? Dạ. Dạ, dạ. Con cảm ơn cô. Đó, bên đây là nước cam nè. Nước dạ. Cô ở đâu lại cô? Ở chùa Thái Sơn. Chùa Thái Sơn hả? Chùa Thái Sơn nhà bà. Thái Sơn nhà bà, con biết rồi. Dạ. Là cô này là của nhà cô hả? Ở đây tự anh em ở đây là đóng góp với nhau làm. Dạ, dạ, dạ. Nước cam. Nước cam. Ngon không cô? Dạ cam. Ngon. Ngon. Ngon.
kinh nào ạ? Dạ con đây đó anh Giang. Dạ. Dạ. Uống ly đi hả quay con. Dạ. Cảm ơn cô. Đây rất là nhiều cái gian hàng nước mà sâm với lại hộp é rồi cam nữa. Đây, ở đây chén hộp é các bạn. Cũng là mát lắm đó nha. Hộp é các bạn uống vô là no tới chiều đó, tại nở. Dạ, cảm ơn cô nhiều nha. Bên đây là khu vực nấu ăn. Để anh quay cho các anh chị bạn xem luôn. Khu vực nấu ăn ở đây như thế nào. Đây là khâu chuẩn bị thức ăn của mấy cô. Đây là cái nồi kiểm các bạn. Mấy cô nấu ăn ở đây. Đó, này cô gói bánh ít nè. Cô nấu gì cô? Đây cô nấu bánh ít hả? Dạ. Mình gói nhiều ít đó bà. Dạ, mình gói nhiều ít. Nhiều. Dạ. 6 cây bột. 6 cây bột. Dạ. Vì đây với bà mới ăn sáng hả? Đó, đây là khu vực nấu ăn các bạn. Rau củ quả đầy luôn. Em có lật rau nè. Rồi, mình sẽ đi lại chỗ cái món ăn các bạn. Đây là hậu trường. Hậu trường mà các cô đang lặt rau với lại nấu ăn. À, đây là khu vực cơm nè các bạn. Cô ơi, hôm nay có món gì vậy cô? Trường non. Trường non. Để đầy hả? Dạ. Để heo quay. Dạ, heo quay. Dưa chua. Đó, rất là ngon luôn. Dạ, dưa chua các bạn. Đó. Dạ. Còn đây là cái dĩa đã hoàn thành nè. Đó, rất là hấp dẫn luôn. Rất là ngon các bạn. Đây là chú Vân ha chú. Đây các bạn. Dĩa cơm rất là ngon nha, rất là đặc biệt. Mà đây là khu vực nấu nướng đó nè. Mấy cô đang xắt bánh tằm. Con chào bà. Bà ơi, bà, bánh này là bánh gì vậy bà? Bánh canh sắt. Bánh canh sắt, bánh canh sắt hả? À. Dạ, có bánh có bánh canh trắng với bánh ngọt hả bà? À. Dạ. Bánh canh trắng không à? Dạ. Bánh đó kìa. Dạ. Bánh trắng không mà nấu với nấm rồi tàu hũ rồi đó con. Dạ, dạ. Bên đây. Nè, bạn bánh canh nè. Đó. Bánh này đồ chay không hả chú? Dạ, không. Dạ, chay không à? Nè, bánh canh nè các bạn. Đó. Mình để tiêu sao hả cô? Dạ. Giật thì chết thì giàu vậy nè. Đó, rất là ngon. Dạ. Đây cái cô đang sắt nha bạn. Nè, cô sắt rất là lành nghề luôn. Nhà cô có bánh canh không cô? Ở nhà bán đồ tương mà. Bán đồ tương hả? Dạ. Con thấy cô sắt có giờ nhuyễn không à. Hai chú biểu diễn này ha. Dạ. Ê ngoại sắp bánh canh nè. Nhìn ngoại con nhớ ngoại con quá. Dạ. Dạ, ngoài sắc bánh canh. Đó, bên ngoài rất dễ thương luôn. Bánh canh, bánh canh sắc các bạn. Quê con ở đâu ạ? Con ở An Phú, An Giang. Dạ, sao tao không biết mà vậy? Dạ, dạ. Dạ. Con cảm ơn ngoại nha. Con cảm ơn ngoại. Con cảm ơn chú. À, vừa gọi là bánh canh với cơm các bạn. Còn bên đây là cơm ghé vô bưng bún bữa đại hả? Dạ. Tiếp này mình có
có thể là mình sẽ làm hơi dài các bạn. Thì rất là nhiều cái món ăn ở đây. À, ở đây là bún nè. Bông điên điển. Con chào ngoại. Chào con đi phim nha. Ăn bún riêu. Ăn bún riêu con đi điển ha. Trộn ghép mà mình ăn bún riêu. Dạ. Bữa nay rất là vui các bạn. Đây bún đây. Tô nhiêu cô? Tô không đồng. Không đồng luôn. Đây là bún miễn phí hết các bạn. Rồi, toàn là đồ chay không nha. Chứ không phải bún cua đâu. Nhìn giống cua thôi, không phải bún cua. Nãy giờ rất là nhiều món luôn rồi đó. Rồi, cảm ơn cô. Rồi, bên đây các bạn. Bên đây coi có món gì ha. Bên đây cũng là cơm luôn các bạn. Đây thì bà con lặt rau giống như là bên qua, kia qua đi. Đây thì có sữa đậu nành. Đó. Ừ, vậy đi, cho bán vậy đi, hai bọc vậy đi. Được. Cô ơi, cái này là sữa đậu nành ở nhà cô hả? Nấu. Cô nấu hả? Dạ, cái đậu hai nó nấu. Dạ, cái đậu này ở đâu làm cô? Hồng Thánh, ở Hồng Ngự á. Hồng Ngự, dạ. Hồng Ngự. Dạ. Rất là nhiều cái đoàn ở nhiều nơi đến khác nhau. Ở bên đó mình có nấu bán không chú hay là chú Diệp có qua đây thôi? Ở bên kia là bên nhà chú là cũng nấu bình thường có nấu bán không? Không, từ thiện thôi mà tới lễ là đi làm nữa thì anh em chính chích là làm nữa. Dạ dạ. Còn con chú nha. Chúc chú nhiều sức khỏe. Dạ. Uống sữa đi chú. Dạ dạ. Rồi cho em lên một bọc luôn. Này lạnh nó nóng, nóng chị. Nóng, uống nóng đi nó ngon. Dạ, vậy em để bọc luôn. Rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Ủa, em gì không anh? Anh có rồi. Uống coi là cái nào này. Anh có nóng ngon không nghe, phải dạ. Tiền lên nha. Dạ, quá trời. Đây nóng quá nóng rồi. Không có lạnh hả chị? Không. Dạ, dạ. Dạ. Anh cảm ơn nhiều nha. Đến đây các bạn ăn uống còn được mang về nữa đó các bạn, rất là vui. Chú ơi, hôm nay bác Lợi Xuân có gửi bác 200 ngàn nha. Dạ dạ dạ, dạ cảm ơn bác. Dạ dạ. Đây con có một bé bị bệnh nhỉ. Đồng 70.000 bộ bây giờ giảm giá luôn 3.200. Bé bị gì cô? Không có xương sống hả cô? Dạ dạ. Đây bé không có xương sống các bạn. 70.000 bộ bây giờ giảm giá luôn 3.200. Là suốt ngày chỉ nằm vậy hả cô? Suốt ngày chỉ nằm vậy thôi hả? Dạ dạ. Mình có đi điều trị không con? 70.000 bộ bây giờ giảm giá luôn 3.200. Cô ơi, hôm nay thì bác Lợi Xuân á có gửi tiền cho con để gặp ai có khó khăn hay là bị tật nguyền gì đó thì con gửi cho cô lo cho bé ha. 500.000. Dạ 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 dạ. Dạ dạ. Đây. Rồi chú đi nha con. Rồi. Em không có xương sống rồi bạn ơi, chỉ nằm thôi. Dạ dạ dạ. Em thay mặt cho ông Lợi Xuân gửi cho bé 500.000. Dạ.
chú ơi con gửi cho chú 100 nha. Dạ 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 dạ. Đây bên đây có một anh bán số nè. Anh ơi, bác Lợi Xuân có gửi cho anh 200 ngàn. Dạ dạ. Dạ dạ. Bên này có một chú bán nha. Vé số nè các bạn. Chú ơi. Bác Lợi Xuân có gửi tiền cho con gửi tiền cho chú 200 ngàn nha. Dạ. Dạ rồi. Dạ dạ, con cảm ơn chú. Dạ dạ dạ. Là những hình ảnh của ngày giỗ ông ba. Ông ba này tên Nguyễn Văn Thớt ở Kiến An, Chợ Mới, An Giang. Trong video này thì em sử dụng số tiền của ông Lợi Xuân có gửi cho em. Em sử dụng hết 1.6 triệu. Em chân thành cảm ơn ông rất là nhiều. Tới đây thì em cũng xin kết thúc video của em đây luôn. Em cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh này đó Giang của em. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn chờ các video lần sau nha. Bà con hiện tại đang lại rất là đông luôn, phủ thờ ông bà. Rồi em xin kết thúc video tại đây của em nha.